Rồi, cứ nhắc ha. Rồi, làm sao vậy sao? Thì bây giờ phải hấp cuộc sống tổ. Rồi. Rồi. Thì lúc này cũng nghe rồi. Đại khái là thời gian tập á. Thế lại cái bên đây từ đây xuống. Ừ. Nó rất buốt. Ừ. Buốt từ đây xuống. Rồi. Chẳng hạn như ngồi xổm xuống muốn đứng lên phải lấy hai tay làm. Là đứng lên. Là đứng lên. À, rồi đứng dậy. Đứng lên rất là khó. Ừ. Muốn đứng lên phải dậy. Đó, thì mới được. À, rồi. Ngồi xuống đây. Rồi ông này vẫn giống như ông. Thầy ơi, không chịu bỏ đói thầy ạ. Dạ, đâu vậy? Tôi bỏ đói chưa? Tôi không chịu bỏ đói. Mặc cả. Mà uống cà phê. Lùi ra đó, đóng cái lùi ra đó nè, rồi ghi cái đầu xuống đây, đây mềm mềm, không mềm mềm, đây đó, rồi cứ ngắt ha, rồi đây, mình cổ xong cứ ngắt gì không, rồi cổ ở đây, rồi tới đây rồi, rồi mọi người thấy cổ cứ ngắt này nè, rồi mềm mềm cứ ổ lại, đó, rồi được rồi, cứ vậy, ông này góp được cứng ngắt rồi quay đứng qua, rồi quay tay ở đây. Rồi, cái kia lên, đưa lên. Để sang cho nó. Rồi. Đó, ô cô ngón này. Rồi, tay này quay vòng lại. Tay này giờ vòng qua kia. Rồi, tay này vòng lên. Rồi, thôi được rồi. Rồi, dừng cái tay luôn đi. Đứng ở đây, đứng gấp này lại cho thầy đi. Rồi, ai nữa tiếp luôn. À, bây giờ cũng hết năm nay rồi, tự nhiên mới đi lấy ngày chưa tới hôm nay. Đúng rồi. Vậy là tốt rồi. Vậy nói gì phải không? Rồi. Đã rồi, em ra em làm vậy đó, đứng lên đâu vậy? Ra bên kia, rồi em làm rồi. Rồi, ông thầy chùa Nguyễn Hồng Sơn. Nha. Yeah. Mềm người đó, mềm thì mềm. Mềm. Rồi bẻ lưng đi. Giờ ổng ngay ngắt tới giờ. Rồi. Làm đi qua. Cứ mà tóc vô. Đúng rồi. Tóc không khí. Rồi. Hay quá, chỉnh rồi dừng qua đây. Rồi bỏ bóp ra. Lấy bóp ra. Lấy qua góc bên kia. Mềm xuống. Rồi, nằm thẳng ra đi. Rồi, dạ, đúng rồi. Rồi, quay qua trên kia. Rồi, cho mình sắp quay mặt trên kia. Đó, mềm lên lên. Rồi. Xuống, đúng rồi. Đi chút xíu cái gì?
Chánh đi mình đi. Đứng quen. Rồi, quy lên trên 2 chân luôn. Rồi, xuống. Rồi, dứt. Dứt. Rồi. Rồi, xuống. Đứng quen đi. Đừng có lộn xộn. Rồi, coi đi. Rồi, xin ra đây. Bây giờ nghe sao? Điều lời khác phải không? Rồi, đây nè. Thấy không? Bây giờ ngã ra mọi người nhìn cái cỏ nha. Rồi, kia ra đi. À, còn cứng chút phải không? Còn cứng chút. Cứng. Qua đây. Còn cứng. Oh. Ok, mềm chút. Mềm, thả lỏng. Rồi. Rồi, nghiêng cái đầu ra. Rồi đó. Rồi sáng nghiêng đi. Rồi, nghiêng. Rồi. Qua. Nghiêng rồi qua. Ok. Ôi trời, nó tự động luôn. Bây giờ có rồi anh. Rồi, thấy sao? Nhẹ. Nhẹ, biết vậy đi. Rồi, bây giờ vòng tay cho thiệt ngon lại đi. Cho ta thấy sướng. Rồi, cái kia luôn. Đó. Lên qua, lên. Đưa lên hai cái chập lại nha. Đó, vậy đó. Ồ. Đó, này tập yoga con này. Ok. Rồi, ok. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.